Đến thời điểm này, huyện Văn Giang cơ bản thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng 6 khu tái định cư và đang đẩy nhanh tiến độ công trình nhằm sớm di dời các hộ dân có phần đất ở nằm trong phạm vi đường vành đai 4 để bàn giao mặt bằng cho đơn vị nhà thầu. Hiện các nhà thầu đang triển khai thi công theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt. Dự kiến đến ngày 30 tháng 5 năm 2024 sẽ cơ bản hoàn thành việc xây dựng kết cấu hạ tầng để giao đất tái định cư cho các hộ gia đình được tái định cư và bồi thường bằng đất. Riêng khu tái định cư thôn Nhạn Tháp còn 18 hộ gia đình thôn Mễ Sở chưa đồng thuận. Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Mễ Sở phối hợp với các cơ quan đơn vị tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ gia đình tạo sự đồng thuận và chấp hành dự án.